Phòng chờ tàu của ga Sài Gòn vắng khách lắm, số 1 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3 nha bà con. Ai muốn đi là lên mua vé đi được liền, là rộng rãi lắm. Đi ra mua quán là Tháp Chàm, Nha Trang, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quế, Đông Hà, Đồng Hới, rồi Vinh, Hà Nội, Nam Định, đồ kia là mua vé đi được liền tới Hà Nội luôn, tốt lắm.